Hôm nay chúng ta sẽ chữa bệnh viêm xoang nha. Cách đơn giản nhất mà bố mình đã làm cho mẹ mình khỏi rất là lâu rồi, từ khi mình còn nhỏ cơ, đó là dùng cây hoa cứt lợn. Cây hoa cứt lợn thì có rất là nhiều những bãi cỏ, và bạn có thể tìm nó và lấy cả cây, sau đó giã ra, cho thêm vài hạt muối vào, giã lấy cái nước cốt của nó, bỏ vào trong cái lọ thuốc đau mắt, rồi rỏ vào mũi trước khi đi ngủ một giọt mỗi bên mũi, lỗ mũi trước khi đi ngủ. Làm như vậy kiên trì vài tháng thì các bạn sẽ khỏi hẳn bệnh viêm xoang. Nhưng chú ý là nó rất là sót, rất là khó chịu. Nó chỉ có một giọt thôi, nó chỉ bị lúc đấy thôi. Thôi cố chịu nha các bạn. Nếu mà các bạn làm được thì các bạn nên làm như thế. Bởi vì bố mình trước kia đã làm cho mẹ mình và mẹ mình đã khỏi dứt điểm bệnh viêm xoang. Có bạn thì bảo rằng là sợ là nó không được sạch, nó không được an toàn. Nhưng thực ra khi chúng ta làm như vậy nó còn an toàn hơn là khi chúng ta đi mua một cái loại thuốc rỏ mũi. Họ phải qua sơ chế, chế biến rồi bảo quản nọ kia. Chúng ta cứ làm lấy một cây về giã độ khoảng dùng trong 3 đến 5 ngày. Sau đó chúng ta lại lấy tiếp rồi lại làm tiếp. Làm tươi, dùng nhanh. Ngày xưa nhà mình không có tủ lạnh. Bố mình làm vậy cũng chẳng sao. Còn nếu bây giờ các bạn có tủ lạnh, các bạn có thể bỏ vào trong tủ lạnh. Và đến lúc các bạn có thể hâm nóng nó lên, ấm như chúng ta pha sữa cho trẻ con này. Bỏ vào một chút nước rồi để nó bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ chữa bệnh bằng diện chẩn nha. Có nhiều cách nhưng mình chỉ ra đây hai cách. Cách thứ nhất đơn giản, nhưng cái này chỉ dùng cho những người mà nhẹ. Còn với cách thứ hai thì dùng cho người nặng hơn. Và nếu chúng ta nặng nữa thì chúng ta dùng cả hai cách kết hợp với nhau. Cách thứ nhất, chúng ta day ấn các huyệt 126, 219, 467, 555. Huyệt 126 xác định như sau. Chính giữa mặt của chúng ta giao với lại mí tóc 126. Tiếp theo huyệt 126 đó là huyệt 219. Huyệt 219 xác định như sau. Giao của mí tóc với lại khóe mắt bên trái trước, bên phải sau. Mỗi lần chúng ta có thể dùng que giò. Đây là que giò này. Dùng que giò. Chúng ta day 20 đến 30 lần. Hoặc chúng ta có thể ấn nhún. 1, 2, 3, nhấc. 1, 2, 3, nhấc. 1, 2, 3, làm 3 lần. Bên trái trước, bên phải sau. Nếu bạn không có que giò, bạn có thể dùng cái đầu bút hết mực. Đầu bút hết mực. Tiếp theo là huyệt 467. Huyệt 467 xác định như sau. Huyệt này hơi khó một chút. Đây là cạnh mũi của chúng ta. Cái chỗ lõm của cạnh mũi này. Đường cắt ngang qua chỗ lõm của cạnh mũi. Giao với lại khóe mắt phía trong. À, mình xin lỗi. Giao với lại tiếp tiến bờ trong của lòng đen. Đây, chỗ này. Nhưng chúng ta sẽ lấy lên độ khoảng 1 cm. Một chút. Lên một khoảng là một, tầm 1 cm. Sau đó chúng ta dích sang bên tay. Đây là bên trái. Thì sẽ dích sang bên phải. Dích sang bên phải. Chúng ta di qua di lại, nó sẽ có một điểm nún và nó đau, đó chính là huyệt 467. Khi mà bề da của chúng ta đang phẳng này, chúng ta di que giò qua lại này, nó sẽ có một điểm nún xuống này, thì đó chính là, và đau đó chính là huyệt 467 bên trái trước.
bên phải sau. Tiếp theo là huyệt 555. Huyệt 555 này không có ở chính diện mặt, phải mở cái bên cạnh này ra. Huyệt 555 xác định như sau: dao của khóe mắt phía ngoài đuôi mắt, đây là đuôi mắt, với lại tóc mai của chúng ta, giữa cái tóc mai của chúng ta, bên trái trước, bên phải sau. Sang đến cách 2. Cách 2, bước đầu tiên chúng ta sẽ day bộ thăng gồm các huyệt 127, 50, 19, 39, 37, 1, 73, 189, 103, 300 và 0. Huyệt 127 xác định như sau: đường cong của ụ cằm, trên cằm của chúng ta có một cái đường cong gọi là đường cong ụ cằm, giao với chính diện mặt 127. 127. Tiếp theo là huyệt 50. Huyệt 50 chỉ có ở bên tay phải của chúng ta. Đường đi qua chân mũi giao với lại đường đi qua tâm của mắt bên phải. Chúng ta cũng làm 20 đến 30 lần, chỉ có ở bên tay phải. Huyệt 19 ở dưới chân mũi, chính giữa mặt, đây là mũi của chúng ta, thì đây chân mũi, huyệt 19. Huyệt 39 xác định như sau: huyệt 39 chỉ có ở bên tay trái của chúng ta, đường cắt ngang qua chân mũi và giao với lại đường pháp lệnh. Đường pháp lệnh, huyệt 39 chỉ có ở bên tay trái. Huyệt 37 cũng chỉ có ở bên tay trái của chúng ta, đường đi qua tâm mắt ở bên trái, giao với lại đường đi qua hai giữa cạnh mũi, chỗ phình to của cạnh mũi này, huyệt 37. Tiếp theo là huyệt số 1. Huyệt số 1 xác định như sau: từ cái đường chỗ lõm của hai cái cạnh mũi, hai bên mũi, đây, đường đi qua hai bên lõm của cạnh mũi, chúng giao với lại chính giữa mặt là chỗ này. Chúng ta sẽ dùng que giò hoặc là đầu bút hết mực dích lên một chút xíu, độ khoảng 2 3 đến 3 mm gì đó. Chúng ta di que giò qua lại, chúng ta sẽ thấy một điểm nún, đó chính là huyệt số 1. Nếu mà chúng ta để ý thì huyệt số 1 này nó sẽ là nằm ở chỗ cái phần xương cụt của từ dọc sống mũi này xuống, nó có một cái xương vào chỗ này, nó tự nhiên nó cụt xuống dưới, thì đấy là huyệt số 1. Huyệt 73 xác định như sau: đây là mắt của chúng ta, dưới mắt này có một cái xương hốc mắt này, xương hốc mắt ở phía dưới, thì huyệt 73 sẽ là đường tiếp tiến với xương hốc mắt phía dưới, là tiếp điểm huyệt 73, bên trái trước, bên phải sau. Huyệt 189 xác định như sau: giao của hai cái huyệt 73 này, tức là tiếp tuyến với lại hai hốc mắt phía dưới với chính diện mặt, là huyệt 189. Huyệt 189. Sau đó là huyệt 103, 300 và 0. Huyệt 103 xác định như sau: toàn bộ trán của chúng ta chia ra thành 4 phần, thì từ giữa hai cái đầu mày này đến mí tóc phía trên này này, chia thành chia đôi, thì đây là huyệt 103. Huyệt 300 xác định như sau: nếu chia 4 thì nó ở 1/4 phía trên, đường vuông góc với lại chính diện mặt, đi qua cái điểm 1/4 phía trên, giao với lại
tiếp tuyến bờ trong của lòng đen 300 bên trái trước, 300 bên phải sau. Huyệt số 0 xác định như sau, cái gờ tai của chúng ta này. Chỗ gờ nhô lên của tai, nhìn bên cạnh thì sẽ rõ hơn. Đây là huyệt số 0, bên trái trước, bên phải sau. Máy mình hết pin này, mình sạc cái đã nha. Số 0 bên trái trước, bên phải sau. Sau bước 1 thì chúng ta sẽ làm đến bước 2. Đó là chúng ta hơ các vùng giữa trán đến giữa hai đầu mày. Vùng giữa trán đến giữa hai đầu mày. Hơ thì các bạn có thể dùng cái máy sấy. Cho mình một chút, mình lấy cái nhang ngải cứu. Hoặc là dùng cái nhang ngải cứu. Đây là nhang ngải cứu. Nếu không có nhang ngải cứu thì chúng ta sẽ dùng cái máy sấy. Thứ nhất là hơ vùng giữa trán đến giữa hai đầu mày. Đây. Chúng ta sẽ hơ đốt cái đầu này, sau đó chúng ta hơ. Hơ vòng quanh này. Nó hơi hơi nóng một tẹo, nhưng mà khi các bạn hơ vòng quanh như này thì nó chưa kịp nóng, chúng ta đã di chuyển tay đi rồi. Độ khoảng 2 phút, 1-2 phút gì đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ hơ sống mũi, cũng tương tự như vậy. Hơ dọc sống mũi. Chúng ta lướt nhẹ qua. Khi hơ chúng ta để cái ngón tay út ở dưới này. Để ngón tay út ở dưới để cái hương này nó, nếu mà có chạm vào da người ta thì nó phải chạm vào ngón út của chúng ta trước. Đây là ngón tay út của chúng ta để đỡ. Chúng ta cũng hơ được khoảng 1 phút đến 2 phút, không thì đếm độ khoảng 6 đến 10 lần gì đó. Nhẹ nhàng thôi, từ từ và nhẹ nhàng. Tiếp theo là hơ sườn mũi, cánh mũi, sườn mũi, hai bên sườn mũi, cánh mũi, sườn mũi, cánh mũi, bên trái trước, bên phải sau. Lượn theo cái mũi của chúng ta xuống dưới. Rồi tiếp tục là chúng ta hơ hai bên thái dương và hơ hai bên mang tai. Hơ hai bên thái dương, chỗ này này. Bên trái trước, bên phải sau. Cứ lướt qua lướt lại nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ từ. Nếu mà bạn không biết 1-2 phút thì bạn có thể đếm đến 10. 1 2 3. Như vậy, hai bên mang tai của chúng ta. Cũng trái trước, phải sau. Tiếp theo, nếu còn đau đầu thì chúng ta sẽ hơ bàn tay trái nắm lại. Đây, bàn tay trái nắm lại. Chúng ta sẽ hơ cái tất cả cái phần mu bàn tay. Nếu mà bị đau đầu ở đỉnh đầu thì hơ cái chỗ xương cục ở tay này này. Nếu mà bị đau ở sau ót, sau gáy thì chúng ta sẽ hơ cái phần mu bàn tay chỗ này này. Nếu bị đau thái dương bên phải thì chúng ta sẽ hơ chỗ này. Đau thái dương bên trái chúng ta sẽ hơ chỗ này. Và nếu đau phần trán thì chúng ta sẽ hơ chỗ này. Còn nếu đau hết chúng ta hơ hết. Không có cô xin, mình xin lỗi là không có máy sấy và cũng không có hương ngải cứu, không có cái gì có thể nóng thì chúng ta dùng bàn tay bên phải chúng ta xoa bên trái cho nó nóng lên.
Và nếu bị nặng nữa thì hàng ngày chúng ta sẽ làm việc đó là lúc rảnh chúng ta có thể xoa trán, xoa cổ tay và cổ chân. Nhớ là những cái huyệt này các chúng ta có thể áp dụng cách 1 với cách 2 hoặc là kết hợp cả hai cách. Một lúc ngày chúng ta sẽ làm 2 đến 3 lần và cách nhau 2 đến 3 giờ. Xoa trán thì chúng ta dùng hai bàn tay bên trái bên phải chúng ta để chúng ta vuốt tay phải, chúng ta vuốt tay trái, chúng ta vuốt vuốt này, vuốt qua vuốt lại bên trán như này này. Vuốt qua vuốt lại bên trái bên này, tay này lại vuốt sang bên này, cứ đảo tay nhau, trái phải trái phải. Và xoa cổ tay là cái chỗ này này. Đó. Cổ chân nữa. Vậy nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm trên chính mặt của mình. Bye bye.